đối thủ Honda HR-V đến từ Trung Quốc cập bến Đông Nam Á. Thương hiệu GAC đã chính thức cập bến Malaysia bằng việc ra mắt mẫu xe đầu tiên GAC GS3 cạnh tranh Honda HR-V. GAC GS3 ra mắt tại Malaysia dưới dạng nhập khẩu có hai phiên bản gồm tiêu chuẩn có giá 88.800 RM, khoảng 479 triệu đồng và phiên bản Premium có giá 96.800 RM, khoảng 522 triệu đồng. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ đi kèm màu sơn ngoại thất Lunar Grey, Ivory White hoặc Starlight Silver, trong khi phiên bản Premium có ngoại thất sơn hai tông màu Rose Fin Red và Ivory White với mái xe màu đen, hoặc màu đơn Lunar Grey với mái xe cùng màu cơ thể. Xe có khoang hành lý dung tích 356 lít, có thể mở rộng đến 780 lít khi gập hàng ghế sau. Cả hai phiên bản đều được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên 1.5 lít sản sinh công suất 113 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn 150 Newton tại 4.500 vòng trên phút. Đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 69L100km. Về trang bị, phiên bản tiêu chuẩn có mâm xe hợp kim 17 in với lốp kích thước 215/60, đèn pha halogen projector, đèn hậu LED, gương bên chỉnh điện, ghế bọc vải và da, chế độ lái eco, điều hòa không khí chỉnh cơ với bộ lọc không khí PM2.5, ghế trước chỉnh tay, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch, tích hợp Apple CarPlay và hỗ trợ phản chiếu từ điện thoại. Về mặt an toàn, phiên bản tiêu chuẩn trang bị 4 túi khí, hệ thống phanh ABS, EBD, hệ thống ổn định điện tử, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát xuống đồi, giám sát điểm mù, camera lùi và neo ghế trẻ em ISOFIX. Phiên bản Premium được xây dựng dựa trên phiên bản tiêu chuẩn và được phân biệt bởi đèn sương mù phía trước, gương bên gập điện, anten vây cá mập. Các tính năng khác được thêm vào phiên bản Premium bao gồm cụm đồng hồ LCD 3,5 inch, khởi động xe không cần chìa khóa, ghế bọc da hoàn toàn, có tựa đầu ghế trung tâm hàng ghế thứ hai và tay vị. Trang bị an toàn giống như bản tiêu chuẩn nhưng có đến 6 túi khí. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.